Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em tên là Hoàng Đỗ Mini, em 23 tuổi, hiện tại em là giáo viên mầm non. Em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai, quê em ở Quảng Nam ạ. À, em dạy ở Đồng Nai luôn hả em? Dạ, em có trường riêng ở Đồng Nai luôn. Ồ, có trường riêng luôn. Rồi, Hoàng Đỗ Mini là cô giáo mầm non. Mời em trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Đăng Khải, quê ở Vĩnh Long, Vũng Liêm. Hiện em đang công tác và làm việc ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Em làm công ty bất động sản Tín Phát. Em làm về chuyên môn là gì? Dạ, em làm sale bất động sản. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 29 tuổi. Rồi, bây giờ ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè đi? Dạ, ưu điểm của em là có thể hát được, biết nấu ăn, có thể chăm tốt trẻ. Rồi, khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là một người nóng tính, quyết định trong công việc nó vội vàng. Rồi, vậy ưu điểm, nhược điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết may giá. Thôi ơi, nấu ăn may giá rồi gì nữa? Nấu ăn may giá, em thích chiều chuộng bạn gái, với thích nuôi động vật. Hồi đó em ở nhà trọ là nuôi chuột, nuôi mèo, nuôi chó ở nhà trọ. Rồi sao nuôi đoàn động vật không vậy? Nuôi gì nữa em đâu? Em thích nuôi động vật mà. Em thích nuôi con gì nhất? Con gì em cũng thích nuôi, rắn, gết gì em cũng thích nuôi. Hả? Giờ hiện tại trong nhà có con gì? Không, hiện tại giờ em đi làm nên không có nuôi được chị ơi. Coi như là em có sở thích nuôi tất cả các loài động vật đúng không? Mai mốt về nhà cũng mệt lắm rồi nha. Mình làm mệt lắm rồi. Thường thường mấy người ta thích nuôi động vật là mấy người đó ta tốt tính lắm anh. Đúng rồi. Dạ, câu khuyết điểm của em á là mập lùn. Mập lùn đâu có đến mập đâu. Mập lắm anh. Bụng bự lắm, tại mặc áo này chứ bụng bự lắm. Ủa gì đó hả? Dạ. Em nói quá, sao bên đây bạn gái ngồi trầm luôn, mặt sụn dạ. Xuống luôn rồi kìa. Nấu ăn nên mình ăn nhiều nó mới mập. À đúng rồi. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu là ngủ hay ngủ ngáy. Trời ơi, rồi ta đang sụ mặt rồi còn thêm nữa. Sao em nghe mấy cái khuyết điểm bên đó em thấy sao? Dạ không sao chị, sau này mà về mà ngủ ngáy thì em có gì em đạt phát ra hết. À hả, vậy bình thường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình hồi cấp 3. Tại vì hồi đó là còn đi học với lại ba mẹ hai bên không có cho phép á. Tại vì bà con vậy nên là tụi em chia tay. Rồi biết bà con mà quen nhau chi? Em không biết bà con. Em bên đó là họ gì? Dạ họ Hoàng á. Em họ gì? Em họ Lê. Ừ. Ờ không sao. Em hỏi trước chứ để Lê Hoàng. Bạn trai mình là mấy mối tình rồi em? Dạ em có mấy mối, nhưng mà có hai mối là em thấy ấn tượng nhất. Một mối là em quen người kia lớn tuổi em. Vậy mà muốn lúc đó đầu mình lớn tuổi mình nhỏ tuổi quá, như mình cái tính của mình trẻ con anh, như người ta lớn người ta chiều mình trẻ con mình cứ làm ni làm nư á, tới người ta chắc chịu không nổi nên chia tay. Bỏ đúng không? Dạ. Nhưng mà lớn hơn mấy tuổi? Lớn hơn 4 tuổi. Không sao, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì nhỏ hơn em, nhỏ 4 tuổi luôn. Rồi rồi sao? Em cũng chịu không nổi cho nên cứ mỗi chút giận, năn nỉ cái mệt luôn. Mình rút kinh nghiệm hai mối tình thấy không? Dạ. Bây giờ là phải biết hòa hợp, nghe không? Bên này lên, bên kia xuống, bên này xuống, bên kia phải lên chứ. Dạ, bây giờ bên đây lớn hơn bên kia mấy tuổi? 6 tuổi. À, cũng hơn, vượt qua số 4 rồi. Rồi được. Bây giờ em Ni muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em thích một người con trai mập, bụng bự. Hả? Trời ơi lạ vậy cưng. Dạ. Ủa vậy hồi nãy giờ cưng sụ mặt xuống là cưng đang thích thú đó hả? Dạ. Mà chị căng thẳng quá, chị tưởng nó bên đây sụ mặt là chê. Dạ, chị đang lo cho em. Trời ơi, bên này cô này thích. Ủa sao ngộ vậy em? Sao lại thích mập bụng tại bự? Vì em ốm nên em thích những người mập á, sau này về ôm khỏe. Ngoài thích bụng bự ra còn thích cái gì của người đàn ông nữa em? Dạ em thích người hói, thích người hói. Hay quá, hay quá, hay quá. Hay quá rồi, hay luôn. Trời ơi, trong cuộc đời anh nghe cái này anh sướng gì đâu á. Hồi đó giờ mấy cô lên bạn với họ toàn là ghét mấy ông không thích cái đầu hói với bụng phệ. Còn bây giờ cô này thích đầu hói bụng phệ. Cảm ơn em gái nha. Dạ. Lý do tại sao em thích đầu hói? Tại vì những người hói người ta rất là thông minh ạ. Đúng rồi. Lý do sao em thích bụng phệ? Tại vì những người bụng phệ rất là vui tính ạ. Đúng rồi, trời ơi hay. Vỗ tay lớn lên quý vị. Tôi kết thằng gái tôi khỏi coi mặt luôn, gã luôn.